nhưng mà chúng ta lại thấy là có một cái thông tin khác nữa được chia sẻ khắp nơi hiện bây giờ chúng ta cũng đang nhớ là ngày hôm qua đã có cái thông tin à, liên quan đến là có à, những cái chứng từ à, chat của công ty Binance à, qua lại với nhau nói về việc là công ty Binance và đặc biệt là CC à, đã cố tình lách luật và ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ quy tắc thì ngày hôm nay đó, lại có thêm một cái à, tài liệu đến từ Corner Uh, Rogan các bạn Connor Rogan đã chia sẻ là 6 tháng trước đã có một cái thời điểm. Thật ra thằng cũng không nhớ thông tin này nhưng mà uh, Connor cũng đã chia sẻ lại là cái thuyết ngày. 16 tháng 12 năm 2022 đã có một cái thời điểm ngắn hạn khoảng chừng 4 giờ mà thôi Binance US đã ngưng không có cho rút đồng USDT qua mạng lưới của Ethereum vì lý do là họ cần phải lấy thêm USDT từ nơi khác để mà đẩy vào và họ ngưng withdraw khoảng chừng là 4 giờ đồng hồ mà thôi lúc đó đó thì cái ví nóng của Binance US không phải là Binance.com các bạn Binance US trong Hoa Kỳ Ví nóng lúc đó đó còn khoảng chừng là 3.000 đô mà thôi cực kỳ thấp Nhưng mà lại có những cái ví khác đó thì có số lượng USDT cao hơn Cái mà Corner chia sẻ đây đó không phải là sàn Binance không có tiền để mà trả Mà cái mà Corner chia sẻ đây là sàn Binance US lúc đó Cần phải đem đồng USDT từ những ví khác trở về Và dựa theo tài liệu on chain à, Thì người này nói là cái số lượng USDT đó, đó đến từ những cái ví à, của Sigma Chain và Sigma Chain này à, cũng là một trong những cái công ty mà được quản lý bởi cg Ít ra đó là cái lời cáo buộc hiện bây giờ Thì dựa theo những gì mà được chia sẻ đó Cũng chưa nói lên được toàn bộ câu chuyện các bạn Thì Corner cũng nói là không có dám đưa lập luận à, Có rất nhiều khả năng Thứ nhất đó là chúng ta đã biết đây là cái thời điểm của năm 2022 Thì có thể là cái số tiền này thật sự là của sàn Binance US Chỉ là để Sigma Chain Tại vì trước đây đó không có sàn Binance US Chỉ có Binance.com mà thôi Và lúc đó sàn Binance.com vẫn cung cấp dịch vụ cho người Hoa Kỳ mãi đến năm 2019 Khi mà ra quyết định là sẽ ngưng cung cấp dịch vụ rồi sau đó mới có sàn Binance US xuất hiện thì có thể ra cái số tiền này là cái số tiền thực sự thuộc về Binance US chỉ định để, để Sigma Chain mà chưa có lý do để gì để mà di chuyển mà bây giờ đã cần cho nên mới di chuyển đó cũng có thể là một lý do thứ nhì nữa SEC có thể xem những cái ví này nhưng mà à, đã label, như là đã để danh tính những cái ví này là không đúng có thể là những cái địa chỉ ví này hoàn toàn không phải của Sigma Chain và đương nhiên cũng có khả năng là những cái người mà kiểm tra viên của SEC à, có thể là có một sự lầm lẫn nào đó chúng ta không biết ra toàn mà biết được các bạn nhưng mà nói chung đó thì à, mỗi ngày chúng ta lại nhận thêm những cái chứng từ được chia sẻ với SEC một điều chung đó là những chứng từ này đó nó có phần thật phần giả các bạn phần thật ở đây đó là chúng ta thấy được là ngay cả cái tài liệu được chia sẻ mà thuận đã nói tới chi tiết ngày hôm qua liên quan tới cái chat giữa samuel lin và alvin pro các bạn hai người này là hai người mà trước đây giữ chức vụ cao ở sàn binance một người là giữ chức vụ là giám đốc cao cấp liên quan tới quản lý quy định công ty và thứ nhì nữa là giám đốc à, liên quan đến phát triển kinh doanh cho bạn thì hai người này đã nói với nhau về những cái thông tin thường chia sẻ là sang binance ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ quy tắc những cái mình đã từng nói tới các bạn à, trong video ngày hôm qua thì những cái chat này đó thì dựa theo những gì tôi nhận được ngày hôm nay thì cc cũng không phủ nhận là những cái chat này là những cái chat giả mà chỉ nói là hai cái người này nói chuyện với nhau và CZ không hề hay biết và cũng không có đồng ý và những gì được cáo buộc thì hoàn toàn không đúng sự thật. Các bạn thấy được là hôm nay thì chúng ta nhận được cái thông tin liên quan tới những cái địa chỉ ví này của Sigma Chain. Khi nào mà CZ chia sẻ thì Thuận sẽ nói thêm chi tiết với các bạn. Nhưng mà các bạn thấy được những thông tin này đó thì thông tin thật thật nhưng mà lời cáo buộc đó thì có đúng sự hay là không thì chúng ta phải chờ uh, xem coi là khi ra tòa sẽ như thế nào và chúng ta lại thấy thêm một điều nữa là hôm nay lại có thêm một người đã xác nhận là gary chancellor đã quen biết và có mối quan hệ tốt với cg trước đây các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó chúng ta nói tới là có một câu chuyện đó chính là trước đây gary Gansler và cg đã quen biết với nhau Câu chuyện đó thì tùy theo các bạn đọc bài báo nào dựa theo Wall Street Journal đó thì Binance là người mà đã tìm đến Gary Gensler để mà mời ông ta làm cố vấn cho sàn Binance Nhưng mà cái câu chuyện được chia sẻ bởi luật sư của sàn Binance thì ngược lại các bạn nói là Gary Gensler lúc đó vẫn còn là giáo sư đã tìm đến À, CZ để đề nghị làm cố vấn cho sàn Binance đó là năm 2019. Dù các bạn tin câu chuyện nào thật cái nữa đó thì sự thật là hai người này đã gặp nhau và đã bàn đến chuyện là Gary Gensler làm cố vấn cho sàn Binance cuối cùng thì cũng không có thành nhưng mà các bạn thấy được là hai người đã có sự quan biết trước đây và hôm nay thì chúng ta đã thấy là một sinh viên của Gail Gensler tại trường đại học MIT trước khi mà người này trở thành nhân viên phụ tá của Gary Gensler trước đó là một sinh viên năm 2019 và lúc đó người này đã viết một bài phân tích về token BNB để cho gửi cho Gary Gensler lúc đó giáo sư thì sau đó, Gail Gansler cũng đã gửi cái bài phân tích đó cho CG để xem và chia sẻ nhận xét. Các bạn thấy được là đây lại thêm một người nữa đứng lên nói là ở năm 2019, ít ra ở thời điểm đó thì CG và Gansler vẫn có quan hệ tốt đẹp với nhau, nhưng mà không biết tại sao bây giờ đó chúng ta lại có cái tình hình như thế này. Cho nên thùng mới chia sẻ là không có bạn bè mãi mãi, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi mà thôi. Và cũng vì lý do đó các bạn thấy được là ở bên luật sư của sàn Binance thì họ đã lập luận là vì mối quan hệ trước đây giữa Gary Gensler và CZ Chủ tịch SEC Gary Gensler nên rút lui khỏi vụ kiện của SEC và Binance thì có nhiều người hiểu lầm nói là cái vụ kiện này đó ở bên sàn Binance đề nghị là rút đơn kiện không phải đâu các bạn cái đề nghị này nói là vì Gary Gensler đã có quan hệ trước đây với CZ tốt hay là xấu thì uh, tùy theo mỗi người nhận định nhưng mà vì lý do đã có một cái mối quan hệ như vậy đó một cách phức tạp thì không thể làm nhân chứng hoặc đại diện cho cơ quan SEC trong vụ kiện này vì lý do ông có thể là thiên vị một bên và đương nhiên các bạn uh, cũng đã hiểu là sàn Binance muốn ám chỉ là đương nhiên ông sẽ thiên vị về bên SEC rồi. Các bạn nên hiểu là hiện bây giờ Gary Gensler đang rất là nổi và đương nhiên Gary Gensler là chủ tịch của SEC thì lời nói có trọng lượng nếu như mà Gary Gensler không thể ra tòa và không thể đại diện cho SEC trong vụ kiện này được đó, thì sẽ có cái hiệu ứng là giảm đi cái trọng lượng của bất kỳ nhân chứng nào ở trong cái vụ kiện này các bạn tại vì jesus là người mà nhiều báo chí quan tâm đến hơn nói chung thì các bạn cũng đã thấy bây giờ đã trở thành một cái vụ là anh nói tôi nói nhưng mà trong hai chúng ta chỉ có một người nói thật mà thôi một người nói dối chúng ta sẽ biết thêm thông tin còn một thông tin nữa đó, mà cũng có nhiều người đề cập đến các bạn thì thông tin này thật ra đối với thuận đó, nó cũng không có trọng lượng đâu cái mà thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những cái kinh nghiệm mà thuận có trong vòng mười mấy năm qua làm việc trong thị trường tài chính các bạn à, thì không phải cái tài liệu nào đó khi các bạn đọc sơ qua các bạn cũng cảm thấy là có lý và có trọng lượng giống như chúng ta đã từng nói đến cách đây hai ngày đó về việc là ceo của sàn Coinbase đã đưa ra một cái uh, lập luận đó chính là vsec À, đã từng duyệt văn kiện để sàn Coinbase có thể là lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Bài à, văn kiện đó đã để rõ ràng là sàn Coinbase à, đã cung cấp dịch vụ chuyển động nào và hoạt động ra sao. Thì nếu như mà SEC đã đồng ý cho Coinbase lên sàn chứng khoán rồi, thì sẽ không thể nuốt lời và kiên ngược trở lại. Và như thường chia sẻ đó, mới đầu nghe lập luận đó thì nó có vẻ như có lý, nhưng mà nó không có nhiều trọng lượng đâu, tại vì cái mà SEC quan tâm khi mà một công ty lên sàn là không có phải liên quan đến là đồng nào là chứng khoán các bạn. À, nhưng mà ít nhiều gì thì khi chia sẻ với công chúng thì nó có trọng lượng cái cách là có được sự đồng cảm từ mọi người nhưng mà khi ra tòa thường không nghĩ nó có nhiều trọng lượng đâu thì ngược lại bây giờ cũng như vậy các bạn chúng ta có một cái thông tin mà nhiều người cũng đang xôn xao nói là CZ đã chia sẻ một cái email cho những người làm việc cho CG và cái email này đó là nói về cái tài liệu liên quan tới cái chat của Alvin Pro và Samuel Lin nói là tất cả mọi người nên cẩn thận khi mà chat tại vì bất cứ thông tin gì à, liên quan đến công ty bất cứ cái thông tin gì mà được nói đến trong chat thì nếu như mà sàn Binance bị điều tra thì tất cả những cái chat đó tất cả những cái thông tin đó đều phải được công bố hết cho nên mọi người hãy cẩn thận thì một số người nói là thấy chưa sàn Binance đã à, sợ cho nên mới nhắc nhở nhân viên không có nói gì à, trên những cái chat này thật ra không phải đó các bạn đây là một cái quy định mà hầu như công ty nào cũng có đây là một lời nhắc nhở mà thôi công ty à, mà thuận từng làm những công ty mà thuận từng tư vấn đó các bạn thì hầu như lúc nào họ cũng có những cái email tương tự như vậy lúc nào cũng như vậy ai cũng hiểu đó là nếu như mà công ty mà bị điều tra thì tất cả những chứng từ email chat đều phải nạp ra hết và nếu như mà không muốn email của mình trở thành À, văn bản trước tòa thì mọi người nên, nên cẩn thận cũng giống như là nếu như mà mình không muốn lỡ lời nói một cái gì đó dẫn đến rắc rối đó thì à, đừng nên nói những gì mà mình không hiểu hết hay là đừng nên nói những cái câu quá lố thì đây cũng là một lời nhắc nhở thôi các bạn cho nên đối với thuận thông tin này cũng không có gì là quá đặc biệt nhưng mà có nhiều người nghĩ là thông tin này nó mang cái à, tính chất cái là quan trọng thôi nên không nghĩ như vậy rồi chúng ta cũng thấy được là sàn Binance thì ngày hôm qua đó Binance US Khi mình thường nói tới Binance mới đây là Binance US các bạn sàn ở Hoa Kỳ Thì hôm qua đó các bạn đã biết là họ đưa ra một danh sách là hàng loạt những cái cặp giao dịch sẽ bị loại bỏ à, Hôm qua thường nhớ là tới 40 50 cặp lần nhưng mà bây giờ đó thì họ đã chỉnh lại Tại vì họ đã nhận được những phản thức cộng đồng nói là tại sao lại bỏ những cái cặp giao dịch này thì bây giờ đó họ chỉ loại bỏ một số cặp thôi như là các bạn thấy trên màn hình đó chúng ta có uh, cặp liên quan tới BTC và chúng ta có hai cặp liên quan tới BUSD USD. Còn lại đó thì uh, vẫn tiếp tục trade ở trên sàn Binance. Và đương nhiên đây là loại bỏ cặp giao dịch mà thôi các bạn chứ không phải là loại bỏ đồng. Đồng thì các bạn vẫn trade được ở trên Binance.US. Nhưng mà dù sao nó động thái này đã cũng làm cho nhiều người cũng khá là khó hiểu tại vì các bạn đã thấy là sàn Coinbase thì uh, cũng bị dính vào là một số những đồng SEC gọi tên là chứng khoán nhưng mà Coinbase hầu như chẳng quan tâm Nói là Coinbase sẽ không delete đồng nào hết Và cũng sẽ không ngưng staking Nhưng mà ngược lại Binance US thì đã ngưng OTC Và đã lộ một, một số cặp này đồng thái nó khác một chút các bạn Và hai điều kiện nó cũng có nhiều cái sự khác nhau thì đương nhiên chúng ta đã thấy là cộng đồng của thị trường crypto đã, đã phản ứng khá là dữ dội và khá là phẫn nộ với lại những gì mà chúng ta đã chứng kiến hai ngày qua liên quan tới việc hành động của SEC thì đương nhiên chúng ta đã thấy là chủ tịch SEC Gary Gensler không phải là một người mà ngồi yên một chỗ để ai nói gì nói thì chúng ta đã thấy là Gary Gensler cũng đã làm một cái video chia sẻ về cái góc nhìn của mình tại vì chúng ta đang thấy là cộng đồng phản ứng ra sao và Coinbase và Binance đã nói những gì thì bây giờ lại tới phiên cho Giao Chancellor thì ông ta đã nói những gì các bạn thì đầu tiên hết đấy, đây là một cái clip mà được chia sẻ rất là nhiều luôn chứ Giao Chancellor trong cái phần ngắn này chỉ có 14 giây thôi nói là thị trường crypto đầy rẫy những kẻ lừa đảo lường gạt scammer ponzi rồi chia sẻ cái phần nhắn này với các bạn hucksters fraudsters scam artists ponzi schemes The public being left in line at the bankruptcy courts. We've seen this story before. bạn thấy được là tịch Gerson rồi đã chủ động tấn công lại chứ không có ngồi một chỗ. Thì chi tiết hơn na là Judge Gerson đã nói những gì các bạn thì có một cái bài thống kê được chia sẻ bởi Coinbase thì tóm tắt lại đó là Chủ tịch Jay Kansu đã nói rõ quan điểm của mình rồi Một cái token mà có công dụng Như là token này đó có thể là được sử dụng để các bạn dùng để mà mua nft hay là các bạn sử dụng đồng này để có thể sử dụng một ứng dụng nào đó thì cho dù là như vậy miễn là có bất kỳ ai mua token đó vì lý do là họ hy vọng là có được lợi nhuận thì token đó có thể là chứng khoán trong cái con mắt của chủ tịch Gary Gensler có nghĩa là gì các bạn? có nghĩa là những nỗ lực mà những cái dự án đó họ uh, muốn tiếp tục để mà cung cấp thêm nhiều cái tiện ích cho token của mình để hy vọng là điều này sẽ dẫn đến đây là một token tiện ích chứ không phải là token chứng khoán những điều đó đó hầu như là cũng không có hiệu lực tại vì chỉ cần có người nghĩ đây là một mảng đầu tư thì nó là một chứng khoán nói đơn giản như vậy đó là cách nhìn của chủ tịch Gary Gensler các bạn có thể đồng ý hay không đồng ý đương nhiên nhiều bạn sẽ không đồng ý rồi nhưng mà thùng chia sẻ những gì mà được nói đến bởi chủ tịch giao cho sự ngày hôm nay mà thôi rồi thêm vào đó đó là chủ tịch giao cho nói những cái công ty như là chúng ta nói tới gần đây liên quan tới Coinbase liên quan tới Binance US liên quan tới Robinhood thì điều đồng lòng nói là họ đã gọi điện thoại họ đã tới gặp uh, SEC để đăng ký sàn của mình nhưng mà không thành công SEC đó luôn nói họ tới đi đăng ký nhưng mà họ không đăng ký được. thì Judge nói là cái đó không hoàn toàn đúng sự thật. Những cái công ty này đó đến làm việc với SEC nhưng mà lại không nghe theo cái hướng dẫn của SEC để mà đăng ký. cho nên họ đã không đăng ký được chứ không phải là SEC không có hướng dẫn để mà đăng ký. thì uh, tóm lại đó các bạn thì được là ở bên đây nói là không đăng ký được nhưng mà bên kia đó bên Ashley nói là không đã đưa ra cái uh, những bước đăng ký rồi nhưng mà bên kia sàn Coinbase sàn Robinhood sàn Binance US họ lại không muốn tuân theo thì chúng ta thấy được một lần nữa cái này trở thành là hai người ai cũng nói là người kia đang nói dối các bạn thì người nào đang nói thật đây À, và chúng ta cũng nên hiểu đó là những thông tin được chia sẻ bởi Gary Gensler nó cũng chung chung Cũng giống như là cái câu chuyện được chia sẻ bởi Coinbase, bởi Binance US các bạn Chúng ta không biết nhiều chi tiết cho đến khi mà ra tòa chúng ta mới biết thêm thông tin Nhưng mà cái mà Thùng muốn hỏi ở đây đó là nếu như mà SEC như là lời của Chủ tịch Gary Gensler nói là đã đưa ra những chỉ thị làm sao để đăng ký Thì những bước đó bao gồm gì các bạn? Để thường cho các bạn một cái ví dụ giả sử như các bạn là sàn Coinbase đi, các bạn đến, đến đăng ký, rồi cái hướng dẫn đăng ký như thế này, loại bỏ hết tất cả các đồng, loại bỏ luôn staking, chỉ duy nhất một đồng là BTC mà thôi, thì có thể đăng ký được. thì chẳng khác gì nói là dẹp luôn công ty của bạn đi. các bạn thấy đây có thể là một điều rất là vô lý tôi không nói là đó là sự chia sẻ từ SEC, thôi chỉ nói là nếu như vậy đó, thì làm sao mà những sàn này tuân theo được các bạn? nếu như mà bị kiện bởi SEC thì cùng lắm là loại bỏ những đồng này. Bây giờ chưa bị kiện mà SEC nói loại bỏ thì mới cho đăng ký thì làm sao những cái sàn này họ tuân theo trong khi đó là cách làm ăn của họ hiện bây giờ. Rồi chúng ta hãy xem một số những cái phản ứng tiếp tục đến từ những người mà không trong thị trường crypto này họ nghĩ sao về sự kiện của SEC và Coinbase và Binance các bạn và chúng ta thấy được là chúng ta có rất nhiều những phản ứng đến từ những dân biểu, những thượng nghị sĩ hôm qua chúng ta đã nghe một loạt những cái phản ứng đến từ thị trường rồi hôm nay chúng ta nghe từ quốc hội xem như thế nào thì các bạn thấy được là đây là một cái lời chia sẻ đến từ một dân biểu dân biểu này đó chính là dân biểu French Hill các bạn. Dân biểu French Hill này nói là hãy nhìn đi. Sau khi mà có cái sự kiện của FTX, chúng ta đã nhìn thấy được là sự kiện đó là năm 2022. Thì trước khi mà có sự kiện đó đó, những con số trên màn hình năm 2018, cái này là nửa năm đầu 2018, cái này nửa năm sau năm 2018 và tương tự 2019, 2020, 2021. Thì những con số này là đại diện cho là SEC có bao nhiêu vụ kiện trong thị trường crypto này. Rất rõ ràng là sau khi mà có sự sụp đổ của FTX có nghĩa là cái uh, thời điểm năm 2022 thì chúng ta thấy được là sau cái thời điểm đó, đó từ tháng 12 cho đến bây giờ đã có tổng cộng là 17 vụ kiện rồi trong khi mà cả năm ngoái đó chỉ có 18 vụ kiện mà thôi và năm trước đó chỉ có 5 vụ kiện thì rất rõ ràng là sau khi mà FTX sụp đổ thì dựa theo dân biểu French Hill thì uh, Chủ tịch SEC đang rất lo lắng về chiếc ghế của mình cho nên mới Chanh thủ để mà tấn công thị trường này để mà bù lắp lại cái lỗi đó à, cho nên chúng ta mới thấy nhiều điều kiện hiện bây giờ trên trang bản đó dân biểu Francis nói là những gì mà SCC đang làm chứ được gia không phải là muốn bảo vệ người dân Hoa Kỳ mà chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chiếc ghế của mình mà thôi đó là nhận định đến từ dân à, biểu Francis chúng ta cũng thấy được là lại có thêm một thượng nghị sĩ nữa đó chính là thượng nghị sĩ Bill Hagerty thì ngày hôm qua chúng ta có đã biết là ở trong cuộc phỏng vấn à, thường nhớ là với lại đài CNBC đó thì à, Chủ tịch cũng đã nói là chúng ta không cần crypto chúng ta đã có đồng đô la rồi và chúng ta sẽ có đồng đô la hóa à, bằng cái phiên bản điện tử có nghĩa là một cái tiền điện tử quốc gia các bạn CBDC thì đây là một trong những cái thông tin nhạy cảm đối với rất nhiều những thượng nghị sĩ các bạn và chúng ta đã thấy là thượng nghị sĩ Bill Hagerty cũng đã nói là Ge Gansler cuối cùng đã nói ra sự thật, sự thật không phải là bảo vệ người dân mà chính là bảo vệ cái quan điểm chính trị của chính quyền Joe Biden muốn dập tan sự đổi mới của thị trường, có nghĩa là muốn dẹp thị trường crypto để mở đường cho CBDC. Điều này sẽ cho phép chính phủ liên bang có thể quản lý tất cả cuộc sống của bạn. Tôi sẽ chiến đấu để đảm bảo điều này không xảy ra. Đó chính là cái à, lời hứa của thượng nghị sĩ Bill Hagerty Và chúng ta cũng có thêm một nhận định đến từ dân biểu Richie Torres Thì dân biểu Richie Torres à, đây là người của đảng Dân Chủ các bạn à, Có một số quan điểm là tất cả người đảng Dân Chủ đều chống đối crypto Cái đó không phải đâu các bạn chỉ là chúng ta có nhiều những người lập pháp ở đảng Cộng hòa ủng hộ crypto nhiều hơn là đảng Dân Chủ. trên các bạn mới nghĩ như vậy. Chứ còn thật ra ở trong đảng Dân Chủ chúng ta cũng có rất là nhiều người ủng hộ crypto. Chỉ là không nhiều bạn đảng Cộng hòa mà thôi. Và một đại diện chính là dân biểu Richie Torres của tiểu bang New York. Thì Richie Torres sẽ nói là hành động pháp lý mới nhất của SEC đối với Coinbase thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn đối với quốc hội khi chúng tôi đang trong quá trình phát triển một khuôn khổ quy định về crypto. Có nghĩa là quốc hội đang chuẩn bị ra luật mới, đang bàn luận về khuôn khổ pháp lý thì SEC lại đi kiện như vậy thì chẳng khác gì là khinh miệt quốc hội. Đó là nhận định đến từ dân biểu Richie Torres. Nói chung là chúng ta có rất là nhiều người ở quốc hội không đồng ý với cách làm này của SEC Nhưng mà không phải ai cũng thích thị trường nào rồi các bạn Chúng ta cũng có những thượng nghị sĩ không thích thị trường crypto này Và đại diện đương nhiên chúng ta có chính là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren Và chúng ta đã thấy được là trong tình hình như thế này đó, thì đương nhiên À, uh, thượng nghị sĩ Warren cũng không quên châm dầu vào lửa Chúng ta đã thấy được là hai thượng nghị sĩ đã gửi thư đề nghị bộ tư pháp vào cuộc để điều tra Binance Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Chris Van Hollen À, đã gửi thư đến tổng chương lý Hoa Kỳ là Merrick Garland, cáo buộc sàn Binance có thể đã đưa ra những tuyên bố sai bao gồm cả việc liệu công ty Binance US có thực sự là một công ty riêng biệt như Binance đã tuyên bố và khuyến khích bộ tư pháp mở một cuộc điều tra. Wow các bạn, như thường chia sẻ đã quan điểm của thuận là chuyện này nếu như mà chỉ ở mức dân sự mà thôi thì sẽ được giải quyết giải quyết như thế nào có thể là sẽ đóng phạt nhiều à, cả hai sàn các bạn có thể là sẽ đóng phạt nhiều nhưng mà bên phía của binance thì cáo buộc nó nặng hơn các bạn hãy nhớ là bên coinbase thì trên căn bản họ chỉ cáo buộc staking là chứng khoán và họ cáo buộc những cái đồng đó là chứng khoán và sàn coinbase là sàn chứng khoán chưa đăng ký đó là cáo buộc nó chung cho sàn coinbase nhưng mà về binance us thì cáo buộc nặng hơn ngoài trừ việc là cáo buộc luôn cái sàn binance.com còn cáo buộc luôn những hành động của cg nó nặng hồi chút thì có thể là sẽ dẫn đến là à, thậm chí có thể là đóng sàn ban US không biết cái quản như thế nào đây là chỉ là những cái suy nghĩ cá nhân mà thôi các bạn nhưng mà sau khi đóng Binance US giả sử như là đến bước đó đi thì sau khi đóng phạt đóng sàn Binance US thì sàn Binance.com không còn quan hệ gì với Hoa Kỳ nữa và vẫn tiếp tục nếu như sự kiện này nó ở cái mức dân sự và SEC chỉ có quyền cáo buộc dân sự mà thôi nếu như mà chúng ta thấy bộ tư pháp vào cuộc đó chính là đi vào hình sự các bạn cái này nó sẽ có vấn đề rất là lớn chúng ta có thể nhìn thông tin này đó bằng hai cái cách nhìn thứ nhất đây là thông tin cực xấu luôn các bạn thấy được là bây giờ đó có hai thượng nghị sĩ muốn lôi bộ tư pháp vào cuộc thứ hai là tin tức bây giờ vẫn còn tốt các bạn có nghĩa là tới bây giờ bộ tư pháp vẫn chưa vào cuộc tại vì nếu như mà bộ tư pháp đã có ý định vào cuộc rồi thì hai thượng nghị sĩ này cũng đâu cần phải gửi thư đến để mà khuyến khích bộ tư pháp vào cuộc đâu đó là hai cách suy nghĩ các bạn và nếu như bộ tư pháp vào cuộc đây, thì tôi nghĩ là họ phải ít ra nắm bắt được một bằng chứng gì đó liên quan tới gian lận hay là liên quan tới làm giá làm hại tới người dân của hoa kỳ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi theo thông tin cái đó là liên quan tới Binance các bạn Chúng ta có rất nhiều tin về Binance Còn về Coinbase thì sao các bạn Coinbase thì hôm nay chúng ta chỉ có một cái thông tin duy nhất mà thôi Đây là một cái lời cáo buộc Nói là CEO Brian Armstrong đã bán 1 triệu 700 ngàn đô la stock của sàn Coinbase Một ngày trước khi mà có cái thông tin liên quan tới SEC kiện sàn Coinbase Thì mọi người bây giờ đã đang trầm trồ nói là Trời ơi, thấy không? Người này là người mà cộng đồng ủng hộ Nhưng mà đã có thông tin như thế này thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng con bay CEO được trong khi mà một ngày trước khi mà bị kiện đã bán cái số lượng cổ phiếu này thì cái này cũng không có hẳn chính là chúng ta có thể đưa ra lập luận gì đâu các bạn tại vì các bạn nên hiểu đó là con bay CEO là một người có chức vụ cao của công ty và theo luật của Hoa Kỳ đó thì nếu các bạn lưu trữ cổ phiếu của công ty mà các bạn ở cái chức vụ cao đó ở đâu cũng vậy các bạn ngay cả công ty thường đang làm thì cũng có trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ và những người chức vụ cao đó thì các bạn có thể mua bất cứ lúc nào nhưng mà các bạn phải đưa ra cái lịch mua trước đó còn khi mà bán đó thì các bạn chỉ có thể bán một năm trong một phần khung thời gian được quy định trước đây mà thôi Không phải là bán lúc nào cũng được các bạn Và bán bao nhiêu thì phải thông báo trước Và CEO của Coinbase cũng như vậy các bạn Cái phần mà bán một ngày trước khi bị kiện đó, Cái phần này đã phải lên lịch trước đó mấy tháng rồi Đây có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi các bạn Chứ không phải là một hai ngày trước đó Rồi nghe cái thông tin là sẽ bị kiện Cho nên đem cổ phiếu lên sàn để mà bán Nó không đơn giản như vậy đâu Công ty tư nhân thì khác các bạn nhưng mà đây là công ty sàn chứng khoán là một chuyện khác nữa Rồi chúng ta cũng có một cái tin đồn nói là Gary Chancellor đã short BTC trước khi mà kiện sàn Binance và kiện Coinbase thì cái thông tin này đã không được xác thật nha các bạn à, Các bạn nên hiểu là phần lớn những người trên Twitter đó Họ chỉ đưa ra cái link Cái link này đó là từ một trang web có tên là Crypto TV Plus Đây là cái nguồn mà nhiều người chia sẻ Nhưng mà khi mà Thuận bấm vào cái nguồn này bây giờ đó Thì bài viết này Thuận cũng không kiếm có Cho nên bây giờ tin này Thuận chưa thể nói là không được xác nhận đối với Thuận Khi nào mà có thêm thông tin Thuận chia sẻ và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch ấy, thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn